của huấn luyện viên Roger đã bất bại 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Và tuần này họ sẽ có điểm tựa là sân nhà King Power. Đối thủ của họ tuần này là Chelsea, đội bóng mà Roger từng làm trợ lý đã đánh rơi 2 điểm ngay trên sân nhà ở vòng trước. Và vòng này, chiến thắng tuy khó khăn nhưng sẽ là mục tiêu mà họ hướng đến. Chelsea sẽ đến làm khách trên sân của Leicester vào lúc 19:30 thứ Bảy ngày 20 tháng 11 trên K cộng Sport 1. Watford đã trải qua 2 trận toàn thua và tuần này đối thủ của họ sẽ là một ông lớn. Nhưng ông lớn này, Manchester United, lại đang là một gã khổng lồ bị tổn thương. Tương lai của Ole Gunnar Solskjaer vẫn không ngừng bị đặt dấu hỏi trong nhiều tuần qua. Và nếu họ vấp ngã trước Watford, đó có thể sẽ là dấu chấm hết. Mà so tài đáng chú ý giữa Watford và Manchester United sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 11 trên K cộng Sport 1. Trái ngược với Manchester United, Man City đã trở lại đà tăng hoa sau chiến thắng trong trận derby. Điều đó nhiều khả năng sẽ tiếp diễn khi họ có Etihad là điểm tựa. Benitez đang mất đi sự thăng hoa tại Everton. 4 trận gần nhất, họ đã toàn thua và đây là lúc cần đến sự thay đổi. Trận đấu không thể bỏ lỡ giữa Man City và Everton sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày Chủ nhật, 21 tháng 11 năm 2021.